biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo, 46 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, mang kiến trúc đặc trưng của Pháp, đã bị bỏ hoang cả chục năm nay. Việc bảo tồn, sửa chữa, chống xuống cấp căn biệt thự này là một việc hết sức cần thiết, trả lại giá trị của một ngôi biệt thự Pháp cổ trong lòng Hà Nội. Công trình được Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm giao Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội làm chủ đầu tư dự án. Dự kiến tháng 1 năm 2023 khi hoàn thành, biệt thự sẽ được khai thác với chức năng là trung tâm giao lưu văn hóa phố Pháp của Hà Nội. Các đơn vị thi công đang nỗ lực để bảo tồn nguyên trạng căn biệt thự cổ này. Ở công trình này đã đang dùng gạch đất sét cổ. Và đó cũng có tuổi đời cũng là hơn 100 năm rồi. Và trong quá trình là phục dựng thì cũng cái vị trí nào ấy mà nó bị gọi là lứt hoặc là bị vỡ và cần phải gia cố thì bên đơn vị thi công sẽ phải sử dụng lại cái tìm hiểu để bổ sung cái loại gạch y hệt như thế. Và trong quá trình các cái vị trí các vết lứt ở đây thì nhà thầu sẽ tiến hành sử dụng là các biện pháp là theo đúng bản vẽ thiết kế là để gia cố lại các cái vết nứt của nó. Còn cái sau đó là tiến hành chống thấm và quét Sika toàn bộ lại công trình này và cũng tiến hành là dùng vữa vôi để gọi là vữa vôi đã được ủ kỹ để gọi là tạo thành vữa để liên kết và chát là thành hai lớp. Thực hiện chương trình số 03 của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành danh mục biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954, tổ chức ra soát kiểm tra và lựa chọn 30 biệt thự cũ do thành phố quản lý, 50 biệt thự cũ do Trung ương quản lý và 12 công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 để đưa vào danh mục chỉnh trang bảo tồn. Hiện nay, Sở Xây dựng đã phối hợp với các quận cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang 10 biệt thự cũ, trong đó quận Hoàn Kiếm là đơn vị tiên phong với nhiều dự án đã đi vào triển khai. Chúng tôi nhận thức được và đối với quận Hoàn Kiếm là một quận lõi của đô thị di sản, đặc biệt là với khu phố cổ là di tích cấp quốc gia, khu vực Hồ Gươm và phụ cận là di tích cấp quốc gia đặc biệt và khu phố cũ thì cũng đã được thành phố phê duyệt tại các cái quy hoạch phân khu. Quận ủy Hoàn Kiếm cũng đã ban hành cái chương trình 04 và đi kèm theo là ba cái đề án để tiến hành cụ thể hóa cái chương trình 03 của Thành ủy. Và trong đó thì chúng tôi tập trung vào cái công tác bảo tồn, chỉnh trang, tái thiết đô thị cùng với cái việc phát triển kinh tế đô thị tại quận Hoàn Kiếm. Theo quy chế quản lý sử dụng biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố được ban hành năm 2013. Tất cả nhóm nhà biệt thự thuộc danh mục quản lý, bao gồm cả biệt thự thuộc sở hữu của nhà nước, của các tổ chức, của hộ gia đình, cá nhân, không được tự ý phá dỡ. Thành phố đã quy định cụ thể các trường hợp biệt thự trong tình trạng nào được cải tạo xây dựng. Tuy nhiên, cái khó ở đây gồm nhiều vấn đề ràng buộc với nhau như hiện trạng sở hữu, sử dụng phức tạp, chưa có cơ chế rõ ràng về pháp lý, tài chính, quản lý xây dựng đô thị. Những tín hiệu tích cực từ quận Hoàn Kiếm cho thấy việc trùng tu những căn biệt thự có ý nghĩa lớn lao trong việc lưu giữ những giá trị riêng có của thủ đô. Do vậy, để đáp ứng được công tác bảo tồn, cần cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng người dân tham gia đồng bộ, quyết liệt.